Tiểu học thật hay xin kính chào quý phụ huynh, chào các con học sinh lớp 1. Cô rất vui khi được gặp các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học tiếng Việt 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9, âm ơ, dấu ngã. Để học tốt bài này, các con cần chuẩn bị. Bản con, phấn, bông lau bảng, vỡ 5 ô ly và bút chì nhé. Cô giới thiệu với các con, đây là trang sách hôm nay các con sẽ học. Các con chú ý quan sát. Cô có bức tranh, các con quan sát và nói cho cô biết con nhìn thấy gì trong bức tranh này. Cô mời các con. À, cô cũng đồng ý với con. Cô cũng thấy có tàu, có cần cẩu. Chiếc cần cẩu này nó đang dỡ hàng lên tàu nè các con. Và đây là bến cảng. Với nội dung như vậy thì cô có câu: tàu dỡ hàng ở cảng. Các con nghe cô đọc lại: tàu dỡ hàng ở cảng. Cô mời các con đọc lại. Giỏi lắm. Các con quan sát. Câu này tiếng dở có âm ơ và dấu ngã. Tiếng ở có âm ơ. Bài mới hôm nay cô sẽ dạy các con đó là bài 9, âm ơ, dấu ngã. Các con chú ý, đây là âm ơ in hoa, đây là âm ơ in thường và đây là dấu ngã. Dấu ngã này như là nét móc hai đầu nằm ngang nhé các con. Cô mời các con đọc lại tựa bài. Bây giờ các con nghe cô đọc bài nhé. Ơ, ơ, ơ. Các con nghe cô đọc lại. Ơ, ơ, ơ. Cô mời các con đọc lại. Tiếng mới hôm nay cô giới thiệu với các con đó là tiếng bờ. Các con nghe cô phân tích, đánh vần và đọc trơn. Trong tiếng bờ có âm bờ đứng trước, âm ơ đứng sau, dấu huyền trên đầu âm ơ. Bờ, ơ, bơ, huyền, bờ, bờ. Các con nghe cô đọc lại. Bờ, ơ, bơ, huyền, bờ, bờ. Cô mời các con đọc. Giỏi lắm. Tiếng mới tiếp theo cô giới thiệu với các con đó là tiếng dở. Các con nghe cô phân tích, đánh vần và đọc trơn. Trong tiếng dở có âm giờ đứng trước, âm ơ đứng sau, dấu ngã trên đầu âm ơ. Cô đánh dần: giờ, ơ, dơ, ngã, dở, dở. Các con nghe cô đọc lại. Giờ, ơ, dơ, ngã, dở, dở. Cô mời các con đọc lại. Dở lắm. Bây giờ các con nghe cô đọc lại bài nhé. Ơ, ơ, ơ. Bờ, ơ, bơ, huyền, bờ, bờ. Giờ, ơ, dơ, ngã, dở, dở. Các con nghe cô đọc lại. Ơ, ơ, ơ. Bờ, ơ, bơ, huyền, bờ, bờ. Giờ, ơ, dơ, ngã, dở, dở. Cô vừa hướng dẫn các con đọc âm ơ, tiếng bờ và tiếng dở. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con cài âm ơ, tiếng bờ và tiếng dở nhé. Đầu tiên từ bộ chữ thực hành các con lấy và cài âm bờ. Tiếp theo các con lấy và cài âm ơ phía sau âm bờ. Cuối cùng các con lấy và cài dấu huyền trên âm ơ. Thế là ta được tiếng bờ. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cài tiếng dở.
Từ bộ chữ thực hành có con lấy và cài âm giờ. Tiếp theo các con lấy và cài âm ơ với sau âm giờ. Cuối cùng các con lấy và cài dấu ngã trên âm ơ. Thế là ta được tiếng dở. Cô vừa hướng dẫn các con cài. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con đọc một số tiếng mới. Các con chú ý quan sát. Cô có 6 tiếng mới. Bây giờ các con quan sát và các con nói cho cô biết 6 tiếng này có điểm gì giống nhau. Cô đồng ý với ý kiến của con, cô cũng thấy là 6 tiếng này đều có âm ơ. Bây giờ các con nghe cô đánh vần và đọc trơn nhé. Bờ ơ bơ quyền bờ, bờ. Bờ ơ bơ hỏi bở, bở. Cờ ơ cơ huyền cờ, cờ. Cờ ơ cơ ngã cỡ, cỡ. Giờ ơ dơ ngã dở, dở. Đờ ơ đơ ngã đỡ, đỡ. Cô mời các con đọc lại. Giỏi lắm. Bây giờ các con nghe cô đọc trơn nhé. Bờ, bở, cờ, cỡ, dở, đỡ. Các con nghe cô đọc lại. Bờ, bở, cờ, cỡ, dở, đỡ. Cô mời các con đọc lại. Giỏi. Cô vừa hướng dẫn các con đọc 6 tiếng. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con học một số từ mới nhé. Các con chú ý quan sát. Các con nhìn thấy đây là tranh vẽ một bờ đê nè các con. Tranh vẽ một bờ đê. Từ mới thứ nhất cô giới thiệu với các con đó là từ bờ đê. Các con nghe cô đánh vần và đọc trơn nhé. Bờ ơ bơ huyền bờ, đờ ê đê bờ đê. Các con nghe cô đọc lại. Bờ ơ bơ huyền bờ, đờ ê đê bờ đê. Cô mời các con đọc lại. Giỏi lắm. Các con chú ý quan sát tiếp. Đây là hình con gì đây con? À đúng rồi, đây là hình một con cá cờ. Từ mới tiếp theo cô hướng dẫn các con đó là từ cá cờ. Các con nghe cô đánh vần và đọc trơn. Cờ a ca sắc cá, cờ ơ cơ huyền cờ, cá cờ. Các con nghe cô đọc lại. Cờ a ca sắc cá, cờ ơ cơ huyền cờ, cá cờ. Cô mời các con đọc lại. Giỏi lắm. Các con quan sát tiếp. Cô giới thiệu với các con đây là tranh vẽ mẹ và bé. Trong tranh mẹ đang đỡ bé tập đi đó các con. Từ mới tiếp theo cô hướng dẫn các con đó là từ đỡ bé. Các con nghe đánh vần và đọc trơn. Đờ ơ đơ ngã đỡ, bờ e be sắc bé, đỡ bé. Các con nghe cô đọc lại. Đờ ơ đơ ngã đỡ, bờ e be sắc bé, đỡ bé. Cô mời các con đọc lại. Giỏi lắm. Các con nghe cô đọc lại
ba từ nhé. Bờ ơ bơ huyền bờ, đờ ê đê bờ đê, cờ a ca sắc cá, cờ ơ cơ huyền cờ, cá cờ, đờ ơ đơ ngã đỡ, bờ e be sắc bé, đỡ bé. Cô vừa hướng dẫn các con học từ mới, tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con đọc lại cả bài nhé. Ơ bờ ơ bơ huyền bờ, bờ giờ ơ dơ ngã dở, dở bờ bở, cờ cỡ dở đỡ, bờ đê cá cờ đỡ bé. Các con nghe cô đọc lại. Ơ bờ ơ bơ huyền bờ, bờ giờ ơ dơ ngã dở, dở bờ bở, cờ cỡ dở đỡ, bờ đê cá cờ đỡ bé. Cô mời các con đọc lại. Giỏi lắm, các con đọc rất tốt. Cô đã hướng dẫn các con đọc xong bài. Tiếp theo đây cô sẽ hướng dẫn các con viết nhé. Các con chú ý. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ ơ. Chữ ơ gồm có một nét cong kính, viết độ cao là 2 ô ly. Các con chú ý quan sát. Nét nét cong kính nhé các con. Cuối cùng các con viết nét móc của chữ ơ. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ đỡ bé. Đầu tiên các con viết chữ đờ. Chữ đờ các con viết độ cao là 4 ô ly. Sau khi các con viết chữ đờ, các con sẽ viết chữ ơ. Chữ ơ viết độ cao 2 ô ly. Các con viết chữ ơ chạm với điểm dừng bút của con chữ đờ. Các con viết dấu gạch ngang của con chữ đờ. Rồi bây giờ các con viết con chữ ơ. Cô nhắc lại. Con chữ ơ các con viết độ cao là 2 ô ly. Các con viết nét cong kính chạm với điểm dừng bút của con chữ đờ. Sau khi các con viết dấu móc của con chữ ơ thì các con sẽ viết dấu ngã. Dấu ngã con viết như nét móc 2 đầu. Các con viết nằm ngang trên con chữ ơ. Các con quan sát. Tiếp theo, các con viết chữ bé. Đầu tiên,
Các con sẽ viết con chữ bờ. Điểm bắt đầu của con chữ bờ là trên đường kẻ thứ hai. Các con viết chữ bờ, độ cao là 5 ô ly. Các con đang viết nét phía trên đó các con. Sau khi các con viết chữ bờ, các con sẽ viết con chữ E, viết. Các con viết con chữ E liền mạch với con chữ bờ và các con viết độ cao là 2 ô ly. Sau khi viết chữ E, các con viết dấu sắc trên con chữ E. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con đọc câu ứng dụng. Các con quan sát, cô giới thiệu với các con. Trong bức tranh này, vẽ mẹ, bé và bố. Đây là hình ảnh bố đỡ bé đi đó, có khắc họa. Cô có câu, bố đỡ bé. Các con nhìn vào câu này và tìm cho cô biết tiếng nào có âm ơ và dấu ngã. À, đúng rồi, tiếng đỡ có âm ơ và dấu ngã. Các con nghe cô đọc lại. Đờ, ơ, đơ, ngã, đỡ. Bố, đỡ, bé. Các con nghe cô đọc lại. Đờ, ơ, đơ, ngã, đỡ. Bố, đỡ, bé. Cô mời các con đọc lại. Giỏi lắm. Tiếp theo đây, cô sẽ hướng dẫn các con làm quen với một số phương tiện giao thông nhé. Đây là một số phương tiện giao thông. Còn các con hãy kể tên các phương tiện giao thông. À, đúng rồi. Cô cũng đồng ý với ý kiến của con. À, đây, cô thấy đây là có máy bay nè. Đây là có tàu nè. Đây còn là có xe ô tô nè. Con nói cho cô biết những phương tiện giao thông này có gì khác nhau. À, những phương tiện này khác nhau ở hình dáng và màu sắc đó các con ạ. Nhưng quan trọng nhất là máy bay di chuyển, có nghĩa là bay á trên bầu trời, còn xe ô tô á thì chạy trên đường, tàu thì chạy trên mặt nước. Như vậy trong các phương tiện này thì con thích phương tiện nào nhất? À, con thích xe bởi vì con muốn trải nghiệm, con muốn quan sát những cảnh vật trên đường đi. Con rất là giỏi. À, tiết học của cô trò chua tay đến đây là hết rồi. Ở nhà các con nhớ dở sách ra, đọc lại bài chính, âm ơ, dấu ngã. Các con nhớ đừng quên luyện viết vào bảng con và viết vào vở 5 ô ly nhé. Nếu các con muốn nhận được những bài học thật hay thì các con hãy nói với ba mẹ đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học thật hay nhé.